Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đạt Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn nào thích về ngành tiện. Hôm nay mình chia sẻ đến tất cả các bạn về ngành tiện. Mình muốn hướng đến tất cả các bạn mà qua đây, các bạn trẻ cũng vậy mà sồn sồn cũng vậy mà muốn qua đây mà không có biết ngày nào thì mình hướng đến tất cả các bạn là làm nghề tiện. Tại mình làm trong cái ngành nghề tiện thì mình cũng thấy là nghề tiện thì ở Mỹ này nó còn có ăn lắm, và Việt Nam á bây giờ á, ở ngay tiểu bang mình là hầu như là đi làm nghề tiện rất là nhiều. Tiện thì nó nhiều việc các bạn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, mượn cái YouTube này để giúp các bạn hướng tới, mình hướng tới tất cả các bạn là có thể là machine operator thì chạy máy thôi. Nó có 3 level: machine operator, rồi setup, nó kêu setup guy, rồi programmer. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cái cơ bản nhất, rồi từ từ, từ mình lên cao nha các bạn. Hãy nếu các bạn có bạn bè nào cũng học tiện hay là muốn qua Mỹ mà định hướng là làm nghề tiện thì hãy share và chia sẻ. Các bạn nào mà hãy chưa subscribe thì hãy subscribe giúp mình để cho cái kênh này nó có nhiều người biết. Mình cái điểm của mình là chỉ tất cả cho tất cả các bạn những gì mình biết. Có bạn hỏi là có cái group nào á của tiện CNC không để vô chia sẻ coi. Mình thật sự mình không có biết có group nào hết á, mà mình họ nghĩ rồi cũng chẳng có group nào. Cái tiện này á là người ta giấu nghề các bạn, không ai chia sẻ đâu. Người ta dạy nói chung 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 thôi. Các bạn có thể lên YouTube mà coi thì người ta nói chung chung, các bạn không bao giờ làm gì được hết á. Mình chỉ sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn những gì hãng xử nó cần. Tại vì á các bạn đi học á thì nó sẽ dạy theo trình tự thì nó kéo một thời gian dài lắm. Thì các bạn biết rồi mà qua Mỹ á, mình đã có cái khái niệm trong đầu rồi thì người ta nói tới á, mình dễ hiểu hơn. Mình đi học từ lúc á, con số 0 vô nói á, mình cũng khó hiểu lắm. Tại nhiều cái từ cái ngữ rồi mình chưa có biết gì về cái đó đó, cho nên người ta thầy không nói mình cũng khó hiểu lắm. Giờ mình muốn chia sẻ nó tất cả các bạn á, những bằng tiếng Anh và tiếng Việt để các bạn nó dễ hiểu hơn đó. Thì tiện á, đi làm bạn giỏi á thì làm chung Việt Nam á, thì nó ghét, mà bạn dở á, nó đè đầu cởi cổ bạn luôn. Thì mình mở cái clip này, cái channel ra muốn chia sẻ. Nếu các bạn qua Mỹ mà làm tiện rồi, có bất cứ câu hỏi nào mình trả lời được, mình sẽ trả lời và giúp các bạn tiến lên, tiến vô cái ngành tiện này khá hơn. Mình sẽ không giấu một cái gì. Nếu các bạn có câu hỏi, nếu các bạn đặt câu hỏi dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Có bạn hỏi là mình qua đây học toán gì để làm tiện, thì đây là cuốn sách của mình học rồi các bạn. Đây, cuốn sách này các bạn thấy không? Cuốn sách này đó để tiện đó. Thì nó dày như đây, nó dạy đủ thứ. Giảng sách này là dạy hình học đồ đó các bạn. Đo nè, đó mình mở cho coi, đo, dạy đo, bây giờ mà đo làm sao. Đó là cuốn sách này, nó dày như đây. Và cuốn sách này rồi mình là cuốn phần 1 mình đã giới thiệu đến tất cả các bạn rồi đó. Nó dày như đây. Thì mình sẽ dựa vô hai ba cuốn sách này, mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn, và những kinh nghiệm gì mình học mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn. Thì nghề tiện đó, qua đây thì làm, nếu bạn operator thôi, biết sử dụng đo đo đọc bản vẽ, thì bản vẽ là như vậy, nó có hình, rồi nó có hình trước hình sau, mặt này mặt kia, rồi có chiều dài chiều cao chiều ngắn gì đó. Thì từ từ mình sẽ hướng đến tất cả các bạn những cái khó hơn. Nếu các bạn thích thì cứ mình tranh thủ là khoảng chắc thứ hai thứ ba mỗi tuần mình làm lần để mình chia sẻ cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì đầu tiên á, mình thợ tiện lúc nào cũng cần cái này, ở đây là cần cái này nha. Cái này là nó kêu là mình sẽ có phụ đề lên đó, micrometer. Các bạn nào muốn học thì ở Việt Nam á, thì nên lên Amazon á, hay lên mua. Thì mua đó là cái này là 1 inch micrometer, Mỹ là dùng inch,
chứ nó không có dùng millimeter hay là centimeter nha các bạn. Hãy mua inch á, là đây là 0 tới 1 inch, là từ 0 tới 1 inch thì nó là maximum á, thì nó đo được 1 inch các bạn. Để mình chỉnh cho coi. Cái này đó là nó chính xác từ đây tới đây thôi là 1 inch. Độ chính xác rất là cao. Thì đó là một cái. Còn cái này á, là cái nó kêu là cái caliper. Cái nó bằng digital này á, thì bạn dễ đọc rồi. Mua cái mà có cái dòng cái dial để mình tìm, mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn. Cái này là quan trọng hơn, tại cái này cần chính xác. Cái micrometer này nó đo chính xác hơn cây thước này. Cho nên á, khi mà độ chính xác á, nó cần cao á, thì là phải đo cái này. Khi mà bạn biết dùng hai cái này thành thạo, đọc bản vẽ rồi á, là các bạn có thể đi làm được rồi đó. Tại vì khi mà vô hãng á, các bạn biết được chút chút á, người ta nâng các bạn lên từ từ, người ta sẽ gọi là training á. Chứ còn các bạn ngẩn tò te đó là vô người ta không mướn. Mà nếu mà các bạn biết đọc biết viết như vậy á, các bạn có thể làm inspector á, là các bạn đo đạt được. Ví dụ cái này đi, mình muốn đo cái chiều chiều ngang chiều tròn của cái này thì mình đo làm sao, nó là mình ghi xuống này kia đó, là nó dễ hơn. Thì hôm nay mình giới thiệu đến tất cả các bạn trước là những cái con số trong ngành tiện, cái thuật ngữ nó đọc như thế nào. Chứ còn các bạn không biết đọc á thì nó khó khăn lắm, phải biết đọc. Cái con số mình muốn chia sẻ là con số 1 inch, 1 inch, 2 inch, thì mình chia sẻ con số nhỏ từ đó xuống thôi. 1 inch thì mà thì 1 inch nó là con số này, thí dụ nó nhỏ hơn 1 inch thì các bạn đọc như thế nào? Ok, thí dụ con số này đi, mình phải đi mua cái bảng rồi, mình bây giờ mình chỉ cho các bạn đỡ đi, mốt mình mua cái bảng. Con số này là 1 inch, thấy không? Mà nếu mà nó con số này chấm 9999, bạn đọc như thế nào? Bạn phải đọc trong thuật ngữ của ngành tiện là như thế nào. Ok các bạn, đây là những con số, khi mà đụng đến những con số này thì nó hơi rắc rối. Các bạn hãy thông thả, từ mà mình sẽ chỉ, nếu các bạn cứ không biết cái gì cứ hỏi mình. Thì tạm thời mình viết lên tờ giấy này đi, thì mình sẽ mua cái bảng để mình viết nó dễ. Ok, mình chỉ các bạn từ con số là 1 inch. 1 inch là nó viết là 1 chấm, ở sau bất cứ con số 0 nào á thì nó cũng là 1 inch. Rồi, các bạn thấy không? Khi mình nói đến chấm 1 0 hay là chấm 1 0 0 0 gì đó thì nó, những con số 0 ở sau nó không có ý nghĩa gì nữa đó. Những con số con chấm với con số 1 nó có ý nghĩa. Con số 0 mình có thể che con số 0 này luôn. Đó, thì nó được đọc là 100,000. Khi mà các bạn đúng cái cách đọc là 101, cái con số này nha các bạn, chấm 1 là 100,000. Nhưng mà khi các bạn đi làm á thì chữ thousand đó người ta không có đọc nữa, người ta sẽ nói là 100,000. Tao mày tao á, nó không có bỏ chữ dần vô nữa. Để các bạn nên nhớ. Thì các mình sẽ hướng lên, khi mà về sau mình sẽ đọc là tao tao tao, chứ mình không có đọc thousand nữa, để cho các bạn quen. Bây giờ các bạn mới thì phải học như thế này để nó dễ. Cái số thứ hai á, các bạn thấy á, chấm 010 thì số không không nữa đó là nó không có ý nghĩa, là mình ghi nó vô cho nó vậy thôi. Thì gọi xuống từ 100 rồi giờ xuống là 10,000. Con số này đọc là 10,000. Các bạn ghi xuống, khi mà học á, ghi xuống rồi nhớ trong đầu.
Rồi từ từ mình sẽ chỉ các bạn đọc cái con số từ cái thước này nó cũng hơi khó nữa. Rồi con số này á, chấm 001 là 1000. Thì 1000 nó bự cỡ nào? Cái cộng tốc của mình đó các bạn là 3000. Cái cộng tốc của mình là 3000, khoảng bằng tờ giấy nè. Cái tờ giấy này á, thì đo khoảng được là 3000. Các bạn nắm được không ạ? Xuống con số này nữa là con số này rất là nhỏ, từ con số mà 1000 nó xuống còn nó chấm 3 số 0, 1 số 1 là 1/10. 1/10 lẻ lưỡi ra các bạn, khoảng 1/10 là 1/10. Lẻ lưỡi là 1/10. Đó là cách đọc như vậy. À, các bạn làm quen với những con số này về sau ví dụ mình ráp vô là 1.01 rồi dây số 5 nữa là mình đọc làm sao thì mình các bạn mình sẽ nâng các bạn lên từ từ. Đây là những con số cơ bản. Khi mà mình đọc giống như 1 rồi 10 rồi 20 vậy đó, dạng vậy. Thì đó, mấy con số này bắt buộc phải phải biết, không biết không làm được tiền. Các bạn phải nên học. Các bạn lên Amazon mua cây thước về đo, rồi lấy tờ giấy, lấy cái gì đó mình đo, tập đo, mình tập cầm cái thước làm sao. Các bạn cố gắng học nha. Thì cái con số này là con số cơ bản. Ngày mai thì mình sẽ ráp vô là cộng con số này để đọc làm sao, cộng thêm con số này đọc làm sao, cho các bạn biết thêm. Và cái cách cầm cái thước nó như thế nào, cái thước này cầm như thế nào để mà mình đo. Cầm như vậy nào, nó rất là nhỏ, có thể là mình dùng một ngón luôn, có thể mình dùng ngón này, nhưng mà cái cách cầm là phải như vậy. Cái cách cầm là như thế này các bạn, không có cầm dày đâu. Cầm như vậy là mới là người làm tiện đây. Người ta cầm nè, bỏ một ngón hai ngón vô cái này. Bạn đi mua đi, bây giờ bạn cầm bạn đo đó. Ví dụ mình đo cái độ dày của cái thẻ này là mình để vô vậy. Mình dạy cho các bạn á, những cái này á, là những cái trong hãng nó cần thôi, chứ không có dạy lòng vòng á đó. Mình cũng nói hơi lòng vòng nhưng mà nói xung quy là để cho các bạn biết đó. Khi mà mình đo đó, mình bỏ này vô, mình xoay bằng hai cái ngón này nè các bạn đó, xoay lên nè xoay ngược chiều kim đồng hồ nè, xoay xuống là cùng cái chiều kim đồng hồ nè, bỏ này vô đó, mình cảm thấy nó vừa đụng là được đó. Rồi á, cách đọc cái này đó thì mình lấy cái này ra, con số nó là ở đây nè, nó là bao nhiêu để mình coi, mình nói cho các bạn nghe. 11.000 là 11,000. Nó hơi khó. Các bạn thấy số số 11 không? Số 10 với số 1 không? Để mình coi lại coi. Đây, số 11. Đó là 11.000. Mình ra để cho máy nó clear, nó focus vô. Biết các bạn thấy không? Còn cái thước này á, là từ 1 inch tới 2 inch. Thì nó bự quá rồi, mình thọt cái ba ngón luôn, bốn ngón đều được, ba ngón phải chừa hai ngón này, ít nhất phải chừa hai ngón này ra để mình cầm vậy nè. Đó, mình cầm này nè, mình điều chỉnh cái này. Cái này á, là nó bằng số thì dễ lắm các bạn á, nếu mà có khả năng á, thì mua một cái này nó không có bao nhiêu tiền hết á, mình nghĩ chắc 100.000 200.000 gì đâu. Cái này á, nó mắc, là này mắc hơn mua cái rẻ nữa các bạn, mua mắc in China cũng được, tại này mắc của in Japan nó mắc lắm. Thì các bạn đo cái số này, đọc cái số này trước đó, mình thấy ví dụ cái số này nó đề là 10.000 thì mình đọc 10.000 cái mình đo lại cái bằng cái này, thì mình nghĩ trong đầu của mình đúng hay không thì phải chịu học vậy thôi. Các bạn cố gắng thì qua đây các bạn được hưởng thôi, còn không thì các bạn sẽ đi khổ mà làm nó ngày đây mai đó, mình biết có nghề nó cũng đỡ. Còn cái thước này á, thì cầm như vậy các bạn, cầm về một ngón này để đây đó, để mình chỉnh đây nè đó, mình nhờ mua tới mua lui nè, còn nguyên cái bốn ngón này mình kẹp bên đây
đó. Còn này là mình chờ mình để mình đo, ví dụ mình đo cái này đi, mình đo cái này đó là mình để vô vậy, là một tay này mình chỉnh, còn đo vậy nữa thì mình lui lại xíu đó, mình chỉnh ra mình kẹp vô là mình có số thông tin đây rồi đó, là nó như vậy. Mình cũng muốn làm nhiều dài quá rồi các bạn cũng khó khăn, bây giờ các bạn chịu đọc mấy con số thôi rồi hãy từ từ mình sẽ nâng các bạn lên. Học cái này nó cũng, nếu các bạn không thích này thì cũng chán lắm, mà nếu các bạn học thì đỡ cho các bạn sau này qua tới Mỹ thôi. Rồi mình tạm dừng ở đây, chúc các bạn học đủ nhớ các thông số và hãy đi mua cây thước đi nha các bạn, rẻ lắm không có mắc đâu. Rồi hẹn gặp lại các bạn clip sau nha, mình sẽ nâng các bạn lên từ từ. Rồi xin chào và bye bye.